À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 17 tháng 2 năm 2022. Con thuyền lịch sử của chúng ta hôm nay tiếp tục trôi về thời kỳ nhà Trịnh. Trong số trước chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ bảy của nhà Trịnh, đó chính là chúa Trịnh Giang, ông sinh năm 1711 và mất năm 1762, hưởng thọ 51 tuổi. Ông trị vì 11 năm từ năm 1729 đến năm 1740 và năm 1740 ông đã bị lật đổ và bị giam lòng trong cung thưởng trì, cái cung này ở trong lòng đất do ông sợ bị sấm sét. Trịnh Doanh uh, uh, chính là người uh, lên uh, thay ông. thì trong số ngày hôm nay, chúng sẽ chia sẻ về vị chúa thứ 8 của nhà Trịnh đó chính là chúa Trịnh Doanh. Trịnh Doanh sinh ngày mùng 4 tháng 12 năm 1720, mất ngày 12 tháng 5 năm 1767. Thụy hiệu là nghị tổ ân vương là vị chúa thứ 8 thời Lê Trung Hưng của nước Đại Việt ở ngôi từ năm 1740 đến năm 1767. Tại vị từ năm 1740 1767 trong 27 năm, ông trong thời kỳ của vua Lê Ý Tông 1735 1740, Lê Hiển Tông 1740 1786. Kế nhiệm ông chính là chúa Trịnh Sâm. Trịnh Doanh là con trai thứ ba của Hy Tổ Nhân Vương Trịnh Cương và là em trai của Dụ Tổ Tông Thuận Vương Trịnh Giang. Hai vị chúa Trịnh thứ năm và thứ sáu, từ khi còn trẻ, ông đã sớm bộc nộ là người có văn tài võ được, được Trịnh Giang rất tin tưởng vì chúa Trịnh Giang đã lớn tuổi mà chưa có con trai, lại mắc bệnh mà chán nản với chính sự nên đã giao phó binh quyền cho Trịnh Doanh từ năm 1736. Tuy nhiên ông bị hoạn quan hiệp quận công Hoàng Công Phụ cản trở nên không nắm được thực quyền do những chính sách sai lầm của Trịnh Giang khiến triều chính đối đen phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ khắp Bắc Hà làm nung nay sự thống trị của họ Trịnh để cứu vãn tình thế năm 1740 mẹ của Trịnh Giang và Trịnh Doanh là bà Thái Phi họ Vũ cùng nhóm đại thần Nguyễn Quý Cảnh Nguyễn Đình Hoàn lật đổ Trịnh Giang và đưa Trịnh Doanh lên ngôi chúa Trịnh Doanh là một nhà cai trị khéo léo và cũng là một viên tướng có tài cầm quân trong những năm đầu trị vì, ông vừa phải tập trung tiến hành cải tổ lại bộ máy chính trị sau những sai lầm mà Trịnh Giang đã gây ra, ban hành các chính sách nhằm chấn hưng đất nước, chấn chỉnh hệ thống quan lại, bãi bỏ các công trình xây dựng xa xỉ nhằm xoa dịu sự bất bình của nhân dân, vừa phải đi dẹp các cuộc nổi dậy của nông dân trong nước. Và đến năm 1751, triều đình Lê Trịnh đã tiêu diệt được hai thủ lĩnh nông dân hùng mạnh nhất ở vùng Đông Bắc Bộ lúc đó là Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Danh Phương. Tình hình đoạn lạc cơ bản đã tẹp yên. Tạm yên lịch sử ghi nhận những năm trịnh doanh cầm quyền ở Bắc Hà là những năm ổn định và thịnh đạt. Xong, những cố gắng của ông đã không thể cứu vãn được sự suy tàn của họ trịnh. Ông qua đời vào năm 1767 và ở ngôi chúa. Và ngôi chúa được truyền cho người con trai trưởng là Thánh Tổ Thịnh Vương Trịnh Sâm. Năm 1729, Trịnh Cương qua đời Trịnh Giang lên nối ngôi trong thời gian trị vì Trịnh Giang đã làm rất nhiều việc bất lòng người như giết hại vô nê, và nhiều đại thần uh, trọng vọng lại xa vào con đường ăn chơi xa xỉ, tin dùng hoạn quan, gian nịnh khiến chính sự ngày càng đổ nát. Đến nửa cuối giai đoạn trị vì của ông, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra thành một làn sóng mạnh mẽ khắp đàng ngoài, các sử gia thường xếp thời kỳ của Trịnh Giang bắt đầu giai đoạn suy vong của họ Trịnh. Do nên ngôi mà chưa có con trai lại muốn có nhiều thời gian cho việc ăn chơi nên vào năm 1735 Trịnh năm, Giang giao cho Trịnh Doanh 17 tuổi làm khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ chư quân, thái úy, ân quốc công mở phủ lượng, quốc để thay việc nhếp chính trịnh doanh mỗi tháng 3 lần vào các ngày 3, 13 và 23 tiếp kiến trăm quan ở Trạch Các để nghe trình bày công việc. Quần thần có điều liên quan tấu lên phủ lượng quốc thì gọi là cẩn bậc. Sử sách ghi nhận trịnh doanh là người sáng xuất quả quyết có tài văn võ từ khi mở phủ tạm giữ chính quyền rất được lòng mọi người. Tuy nhiên do ông bị hoạn quan hiệp quận công hoàng công phụ hoạn quan thân tín của trịnh giang ghen ghét nên không nắm được quyền hành các công việc triều chính đều ông đều không dám tự quyết mà đều phải hỏi ý chúa còn chúa từ sau lần bị xét đánh gần chết thì cho xây cung thưởng trì ở xã hoàng mai huyện thanh trì và luôn ở đó không ra ngoài nên việc triều chính rối nắm sách đại việt uh, sử ký tục biên dẫn lại tình cảnh đất nước lúc đó dân đói dắt nhau đi xin ăn đầy đường giá gạo tăng vọt 100 quan tiền không đổi lấy bữa no dân phần nhiều ăn khoai đến nỗi có cả người ăn thịt rắn, thịt chuột cho qua ngày bệnh tật cả phát, chắc chết chồng lên nhau xương trắng đầy đồng, sống số người sống sót không đến một phần mười, khói bếp tiêu điều lạnh lẽo những người những nơi sầm uất hóa ra gò đống. Chính vì tình cảnh đó, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Ờ... À... Uh, ban đầu chỉ là nẻ tẻ nhưng về sau phát động rộng khắp nôi kéo hàng ngàn hàng vạn người tham gia như cuộc khởi nghĩa của quách công thi ở lạc thổ nguyễn đương hưng ở núi tam đảo nguyễn tuyển nguyễn cử ở linh xá vũ trắc oanh ở mộ trạch vũ đình dung ở ngân già đều mượn tiếng là phò lê diệt trịnh dân chúng đi theo rất đông triều đình không sao ngăn được hoàng công phụ tìm cách giảm bớt uy quyền của người nhiếp chính trịnh doanh bảo trăm quan khi trình bày việc gì không dùng chữ bẩm mà phải dùng chữ thân là trình chỉ cho trịnh doanh ở trong một ngôi nhà nhỏ ở phía nam phủ chúa gọi là để trước tình hình đó vào đầu năm 1740 bà trịnh thái phi vũ thị mẹ của giang và doanh quyết định cải tổ chính quyền bà triệu giảng thần nguyễn quý cảnh đã kính và bảo ông này tìm lời khuyên trịnh doanh nên thay trịnh giang để trừ bỏ họa loạn trong triều và phủ chúa quý cảnh đem việc nói lại trịnh doanh khóc từ chối rằng Vương Huynh đòi ra hành cung, ta nghĩ rằng nhà nước nhất thể nghĩa là không đánh được nên mới nhấp chính. Sớm tối ta sẽ trả lại triều chính. Uh, việc lên thay ngôi chúa là việc không nên bạc. Quý cảnh bèn đem mệnh lệnh của Thái Phi bàn với Nguyễn Công Thái và cùng nhau định kế các thân uh, thần họ trịnh, trịnh đạc, trịnh thiết, tức vụ tất thuận đều có ý đồng tình. Quý cảnh nhân lúc Hoàng Công Phụ đã đem hết quân đánh Nguyễn Tuyển ở Ninh Xá và Kinh Thành đang chống không bèn cho ngoại hương binh từ các khu vực gần kinh đô xung vào làm bảo vệ vào ngày khai bảo họp các quan thân phò trịnh doanh nên làm chúa nhưng doanh không nghe bọn cảnh sợ để nâu sinh biến lại đem chỉ dụ của thái phi ra khuyên và tâu nhà vua vua lê sai sứ đến rủ bảo hai đến ba lần doanh bất đắc dĩ phải nghe theo hôm đó bảo tỷ chưa mở viên gia thần là tào thái giữ chức tư lễ nhận chức nhận mật ước xin chỉ của nhà vua đóng vào sắc văn đến sáng hôm sau trịnh doanh vào chiều, bọn quý cảnh và trương khuông theo xe hộ vệ các đội thân binh tứ nghiêm tứ kính tướng sĩ đều đeo gươm vác súng quan nội giám là phan lai hầu lên tiếng hỏi nhưng họ không trả lời một nát sau tào thái đem sắc chỉ của vua đến trịnh doanh quỳ xuống nhận sắc phan lai hầu đứng hai bên cạnh trách mắng bị trượng khuông cho giam vào tù cả triều đình đều im lặng Nguyễn Công Thái được chiếu chỉ ý chỉ của Thái Phi doanh khóc không dám ngồi nên ngai. Được tin có biến động các hoạn quan bảo vệ ở cung thường trì đem binh lính đến để diệt trừ hương binh của quý cảnh và ủng hộ Trịnh Giang làm chúa như cũ nhưng đều bị đánh bại và giết chết hết. Sau đó chúa sai Nguyễn Đình Hoàn bắt giết đồ đảng thân tín của Hoàng Công Phụ. Công Phụ còn đóng quân ở Vân Giang hay tin bèn bỏ trốn đi biệt tích sách cương mục của nhà nguyễn có lời bình về sự kiện này như sau lúc ấy trịnh giang hoang dâm cản dỡ bọn hoạn quan chuyên quyền mọi việc đều ngang trái rối loạn trộm giặc nổi lên khắp nơi trong kinh ngoài trấn nôn nao no sợ họ ngờ rằng sớm tối sẽ xảy ra sự bất chắc thế mà bọn quý cảnh uh, trong nhờ có vũ thị uh, trên giả uh, thác sắc mệnh vua lê bèn phò trịnh doanh nên nắm chính quyền xoay sở xếp đặt trong khoảng chốc lát mà lòng người yên ổn. Sau khi công việc đã xong xuôi, Trịnh Doanh hạ lệnh cho Quý Cảnh và vào túc trực trong phủ đường, sớm tối bản định công việc. Lúc bấy giờ sở dĩ cởi được mối rối loạn một cách hư nhàn, chấn đáp họa loạn được yên ổn. Quý Cảnh thật là người có công. Sau khi ông nên nắm chính quyền, ông đã phải đi dẹp loạn ở uh, các nơi đó là các uh, cuộc khởi nghĩa nông dân uh, nổ ra ở khắp các nơi và cũng đánh dẹp tiếp nhà mạc ở Thái Nguyên tiêu biểu là năm 1749 quận hẻo Nguyễn Danh Phương từ Bạch Hạc đến cướp xã cổ đô huyện Tiên Phong Trịnh Doanh hạ lệnh cho Nguyễn Phan cùng Bùi Trọng Huyến đi đánh, quận Hẻo thường xuyên đánh phá các vùng xung quanh khiến quân Trịnh chống đỡ vô cùng vất vả. Vì mặt Nguyễn Hữu Cầu đã có Phạm Đình Trọng, no niệu Trịnh Doanh quyết định sẽ đích thân dẫn đại quân tiêu diệt Nguyễn Danh Phương. Chiến dịch này diễn ra cuối năm 1750. Ngày 6 tháng 12 1750, Trịnh Doanh làm tờ biểu tâu vua Lê xin đem quân trinh phạt và xuất phát vào giờ dậu hôm đó. Do ông Hoàng Ngũ Phúc nắm quyền, chi quân vụ, chúa nhận thấy rằng xào huyệt của quân tam đảo bốn mặt đều là núi, trong rừng có nhiều khe suối, mặt nước lại có nhiều đồn lũy để che chắn, khó có thể tấn công vào hướng ấy, trong khi đó đồn ký ức ở mặt giáp Thái Nguyên phòng bị nòng nẻo nên nhân đêm tối đánh nơi đó trước và giành chiến thắng thì quân địch sẽ rối loạn. Ngày 9 tháng 12, đại quân của Trịnh Doanh đến địa phận Thái Nguyên, sai lấy thổ binh của phiên thần Thái Nguyên xung vào lực lượng vào 4 giờ sáng ngày 10 tháng 12, Trịnh Doanh cưỡi ngựa, Nong mã chỉ huy tướng sĩ dựng lũy vây quanh đồn Ức Kỳ. Ngày 16 tháng 12, chúa sai tướng đã quy hàng là Nguyễn Bá Trạc đem lính từ tứ thuận áp sát vào lũy. Nhờ có Dương sĩ Long, Dương Văn Tăng trong hàng ngũ quân Ức Kỳ xin làm nội ứng, chúa thu nhận cả. Khi quân Trịnh tấn công, sĩ Long bí mật mở cửa góc lũy. Cánh quân trịnh do Quế Võ và Nguyễn Đức Hoành bèn đột nhập vào, đánh phá được hơn 10 đồn, rồi phóng hỏa đốt trại ước kỳ. Quan quân bốn mặt cùng bắn vào, chúa đứng ở vọng lâu sai các tướng sĩ cưỡi voi ngựa tiếp chiến. Phản quân bị thương vong rất nhiều, các tướng uh, cướp là trị sầm và 400 quân đội dậy bị bắt sống. Trịnh uh, doanh sai đem 100 sai đem 1.000 nạng bạc thưởng cho tướng sĩ và chém đầu 200 tù binh còn lại thì tha. Ngày 21 tháng 12, Trịnh Doanh tạm nuôi về uh, hành tại xã Xuân Hy. Ngày 23 tháng 3 năm 1751, Trịnh Doanh uh, ca khúc khải hoàn về uh, Kinh Sư. Ngày 25 đem Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Danh Phương làm lễ hiến phù ở Thái Miếu và ngoài cửa cung của vua Nê tháng 5 năm đó, cầu Phương và 17 tướng nổi dậy khác bị sự tử đến năm 1752. Quân trịnh do đàm Xuân Vực chỉ huy đã tiêu diệt lực lượng của thủ lĩnh Tương ở Sơn Tây. Tương bị từ trận kỳ đó, các nộ phản quân đã được bình định hầu hết, chỉ còn lại Hoàng Công Chất ở miền núi phía Bắc và Lê Duy Mật ở Trấn Ninh, song thế lực suy yếu hơn trước rất nhiều. chất. Ngay sau khi nên ngôi chúa Trịnh Doanh ban hành 15 điều cải cách chủ yếu là việc bãi bỏ, giám ban mà Trịnh Giang đặt ra, khôi phục hai ban võ văn theo chế độ cũ, xá miễn tô thuế cho dân, đình chỉ các công việc xây dựng tốn kém, ngăn cấm việc hối nộ và nhũng nhiễu của quan lại đối với người dân. Ngay sau đó, lại có những chính sách khoan hồng và khôi phục chức tước với các quan bị tội dưới thời Trịnh Giang như Nê Anh Tuấn, Đỗ Bá Phẩm, Nguyễn Thọ Trường, Đào Hoàng Thực, Vũ Công Trấn, Nê Trọng Thứ và Lê Vĩ. Sang năm sau Chúa cấm thu các thứ tiền án phí và không được tịch uh, biên đồ làm ruộng và châu bò của dân. Năm 1746, ông cho nộp lại thuế muối và hủy bỏ. Đã hủy bỏ thời Trịnh Giang để có thêm tiền đánh dẹp các cuộc nổi loạn. Cứ 50 mẫu ruộng thì phải nộp 40 hộp muối, tương đương với lại 30 tiền. Tịnh Doanh rất thăng thái về chính sự. Mỗi khi ra qua chiều, ông đều tiếp các quan với lời lẽ ôn hòa và khuyến khích họ tâu bày thật nhiều chúa còn hạ lệnh đặt chuông và mõ ở cái điếm về cửa phía tả phủ đường có người nào trình bày công việc hiện thời và người nào có tài mà tự mình tiến cử thì đánh chuông người nào bị các nhà quyền quý ức hiếp và người nào có sự oan uổng được bày tỏ thì đánh mõ rồi làm giấy tờ niêm phong kín dâng lên để chúa biết nguyễn quý cảnh là người có công đầu trong việc đưa trịnh doanh lên ngôi rất được tin dùng trong những năm đầu chúa chị vì nhưng đến tháng 2 năm 1741 ông chủ trương bác bỏ những ưu đãi dành cho ưu binh tức binh đính hai sứ thanh nghệ đồng hương của chúa trịnh bọn ưu binh tức giận cùng nhau đến phá nhà à, lùng tìm quý cảnh để giết quý cảnh phải trốn vào phủ chúa chúa sau đó cho cha hỏi bắt giết người cầm đầu việc nổi loạn còn những người khác đều bắt buộc vào khung phép cấm đoán nghiêm ngặt nhưng ưu binh kiêu ngạo hung hãn đã thành thói quen trung quy không thể nào kiềm chế được. Tháng 2 năm 1742, xét thấy Nguyễn Ngọc Huyễn, đốc trấn Cao Bằng có nhiều thành tích trong việc trị dân địa phương, trịnh doanh triệu ông về uh, Chiều triều ban cho tước tả trị nang, bộ hộ và hành tham tụng trong phủ chúa tháng 3 năm 1742 trịnh doanh cho đặt cái ống bằng đồng ở cửa phủ hạ lệnh cho người có việc hoặc người bị oan ức làm tờ tố cáo bỏ vào trong ống cứ 5 ngày người có trách nhiệm đem ống ấy đến tiến trình Lúc ấy nhiều người có thư tố cáo quan lại tham nhũng nhưng phần nhiều không có chứng cứ rốt cuộc ông theo lời tả chính ngôn nên trọng thứ bỏ cái ông ấy đi. Năm 1749, Trịnh Doanh sai Lê Quý Đôn biên soạn Đại Việt thông sử gồm 3 quyển chép lại việc từ đời Lê Thái Tổ và đời nhà Mạc, sau đó lại cử Ngô Thị Sĩ soạn Việt sử tiêu án, đính chính một số sai lầm trong Lê Sử. Tháng 6 năm 751, Chúa Trấn Trịnh Chức trách các viên quan giữ việc chính trị, bèn hạ lệnh cho tham tụng nhữ đình toàn, châm trước để điển lệ các triều xếp lại. À, lại ban hành 9 điều, nói rõ chức trách công việc các quan trong kinh, ngoài trấn Một, giúp đỡ vua, làm cho bụng nghĩ của vua được ngay thẳng, phân biệt, kén chọn quan lại, bàn định chính sách đối với dân, định kỷ luật quân ngũ. Xếp đặt việc chi dụng trong nước, sách tỏ về thể lệ kiện tụng, bàn định việc tính toán chi thu, việc thưởng việc phạt phải cho đúng lẽ, hiệu lệnh phải tin thật. Đầu năm 1756, Trịnh Doanh có ý rời đô sang cổ bi, bèn cho xây dựng cung điện ở đó và đích thân ông đã đến xem xét một lần, nhưng về sau, do Doanh bận, rộn việc chính sự nên việc rời đô đã không được tiến hành. À, cuối những năm 1753, Trịnh Doanh phong cho con trai cả là Trịnh Sâm là thế tử, à, bổ dụng tham tụng Nguyễn Công Thái giữ chức sư phó để dạy Trịnh Sâm. Đến năm 1758, Trịnh Sâm được phong làm tiết chế thủy bộ chư quân, chức thái úy tước tĩnh uh, quốc công mở phủ lượng quốc, uh, quyết định công việc nhà nước. Ngày 30 tháng 12 năm 1761, thái thượng vương Trịnh Giang mất ở cung thưởng trì, được truy tôn là dụ tổ thuận vương khi nuôi về cung thượng trì trịnh giang thường mừng rằng việc tôn miếu có người phó thác muốn cùng trịnh doanh vui chơi có lúc uh, hàng năm đều yến tiệc vui mừng tình nghĩa anh em uh, vẫn gần gũi uh, thân thiết như cũ đến khi thượng vương mất chúa than khóc rất nhiều lại đến khi rước thần chủ vào miếu vì cớ doanh là em của giang chứ không phải là con nối cha uh, quần thần bàn tán khác nhau nhưng cuối cùng vẫn cho thờ ở chính miếu Tháng 10 năm 1762, Trịnh Doanh về thăm Thanh Hoa và lệnh cho dân phủ sửa đường, tô điểm các cảnh non nước ở núi Dục Thúy và động Bích Đào. Việc này khiến người dân phải phục dịch cất cực nhọc. Tháng 6 năm 1763, do tiến cử Hoàng Ngũ Phúc, Trịnh Doanh um, dùng Đỗ Thế Giai và cho chức thự phủ. Lúc ấy, nội giám uh, Nê Đình Viên và Nguyễn Đình Xuân đều là con nuôi của Đảm Xuân Vực, rất được Trịnh Doanh thương yêu. Thế Giai muốn ức chế bọn họ bèn cha ra việc ghi chép và truyền lệnh trái nệ mà xử bọn đình viên tổ chết xong chúa xá miễn cho từ đây quyền bính lớn trong nước đọt vào tay độ thế giai cho đến khi ông ta chết vào năm 1766. Ngày 15 tháng 2 năm 1767, Minh Vương Trịnh Doanh qua đời hưởng dương 48 tuổi đặt tên là Ân Vương miếu hiệu là Nghị Tổ Thế tử Tĩnh Quốc Công Trịnh Sâm được phong làm Tĩnh Đô Vương kế thừa ngôi chúa. Sử gia Phan Huy Chú trong sách Nịch Triều Hiến Trương Ngoại Chí phần nhân vật trí có đánh giá về nghị tổ ân vương trịnh doanh như sau. Chúa là người thông minh quả quyết mới cầm quyền bốn phương trộm cướp dữ dội. Chúa mới thay đổi chính sách cất dùng hiền tài sai tướng đem quân quét sạch giặc giã trong khoảng 10 năm trong nước lại được yên thịnh công nghiệp uh, trung hưng rực rỡ hơn trước. Thì uh, trong số ngày nay chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ 8 của nhà Trịnh, đó chính là chúa Trịnh Doanh. Ông cũng chính là một vị chúa sáng anh minh trong uh, lịch sử uh, uh, dân tộc Việt Nam và dưới thời uh, uh, Lê Trung Hưng. Thì khi mà ông lên cầm quyền thì lúc đó đất nước đang trong lúc rối loạn giặc giã nổi lên khắp nơi, nhưng mà sau khi ông cầm quyền 10 năm thì ông đã đánh dẹp được các cuộc khởi nghĩa nông dân cũng như có những cái chính sách cai trị hợp với lòng người. À, thu phục được người tài làm cho đất nước trở nên thịnh trị thì à, và sau đó ông đã truyền ngôi cho con của mình đó chính là chúa trịnh sâm thì trong số ngày nay chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ 8 của nhà trịnh và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc các bạn ngủ ngon